từ giờ trở đi mọi người không nhất thiết cần phải gọi bác là bác siêu nhân nữa đâu, mà bây giờ bác cảm thấy mình giống như là du thuyền đấy cả nhà. Nó lênh đênh, nó to, nó lớn lên một ngày, rất là cái ở cái mức độ mình cảm thấy là không thể tưởng tượng được. Thì cái siêu du thuyền này nó là cái gì? Bác tưởng tượng giống như là mình ạ, một cái dự án thật lớn, sau đó thì đạt được những cái kết quả, đạt sự thành công, hoặc nó bay lên bên trên, du thuyền ở trên vũ trụ. Em chào chị Kiều nhá, chào chị Kiều xinh gái nhá, chị Kiều ơi, chào Hồng nhá. Thì vừa xong cả nhà mình ơi, bác muốn chia sẻ mọi người một chút. Bác vừa mới hoàn thành cái lễ ký kết. Mọi người vào đây thì chia sẻ giúp bác livestream rồi là comment để bác biết cả nhà mình ở trong này nhá. Bác vừa hoàn thành lễ ký kết với các chủ spa của Serabi buổi sáng ngày hôm nay. Chào Tú Anh xinh gái nhá. Đã bảo đừng gọi là siêu nhân, giờ gọi là siêu du thuyền đi rồi lại còn bồng bềnh lớn ở trên vũ trụ. Em chào chị Nga nhá. Chị Nga ơi, chị Nga, hôm nay chị Nga không ra ký được đúng không? Rất là tiếc vì hôm nay chị Nga không ra ký được nhở. Thì sau khi ký, trong suốt cái quá trình ký kết ý, thì thi thoảng bác lại ra thay đồ. Và siêu du thuyền. Du thuyền này không phải du thuyền ngoài biển nhá, du thuyền vũ trụ đấy nhá. Thì mọi người cuộc gọi liên tục luôn, cuộc gọi liên tục, tin nhắn liên tục. Bác mới chia sẻ với cả nhà mình là hôm nay ký kết là một cái chương trình rất là thành công. Và có một hai mẹ con cũng đã quyết định là đặt cọc và làm spa nhượng quyền Serabi. Và có một cái thông báo rất là lớn bác cũng đã đăng lên trên bên trên rồi, đó là thêm một spa ở khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang rất lớn với mức đầu tư lên đến 600 triệu. Thêm một cọc spa ở thị trấn Nánh Nhé. Ôi, chúc mừng Dương Nga nhá. Cả nhà mình chúc mừng chị Dương Nga cái đi. Chúc mừng chị Dương Nga nhá. Thị trấn Nánh cực kỳ đông luôn. Chào chị Nghi nhá. Trời ơi, phủ kín hết rồi. Thì nhận được cái thông báo cọc spa, sau đó một lúc sau thì lại nhận một cọc spa nữa ở Hà Giang. Ở Hà Giang thì là spa của một cô gái rất là tuyệt vời của chúng ta. Chào Lăng nhá, chào Tú Anh nhá, chào chị Dương Nga, chào chị Nghi. Là một cô gái đến từ Hà Giang, dân tộc Dao, bạn Lan. Và mình đã đưa cho bạn đấy, mình nói mục tiêu một chút thôi. Và cuối cùng là bây giờ chưa đầy một tháng thì bạn đấy sở hữu 5 điểm spa ở Hà Giang. Một mình sở hữu 5 điểm ở 5 huyện ở Hà Giang. Spa Serabi. Mà tất cả các chủ spa của nhà mình đều là những cô gái dân tộc rất là đáng yêu, xinh xắn. Và cô đấy có nhắn tin lên trên nhóm là gì ạ? Từ thứ 2 đến giờ, hôm nay là thứ 5 nhờ cả nhà mình nhập, mà đã kiếm được 42 triệu rồi. Một cô gái dân tộc Dao. Trong vòng có từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, hôm nay thứ 5. Chưa hết 4 ngày đã được 43 triệu đồng rồi, 42, 43 triệu đồng rồi, lời đút túi như vậy rồi. Quá xuất sắc luôn. Và khi mà thấy được như vậy cái thì đã quyết định mở spa luôn, vì là hiện tại quá tải, phải có cơ sở ở bên trên đấy. 5 điểm cho 5 huyện ở Hà Giang. Mọi người thấy chưa ạ? Và chưa tính là cô Lan còn đang chuẩn bị chốt một cái spa nữa ở Gia Lâm, Hà Nội nữa. Xuất sắc. Bây giờ bác chỉ có thể bán hàng như hơi thở. Chúc mừng Lăng nhá, hai vợ chồng quá giỏi luôn. Bây giờ bác chỉ biết là cảm thấy là mọi thứ quá tuyệt vời, quá vi diệu, quá xuất sắc thôi. Nên là bác mới phát cái livestream này muốn chia sẻ, muốn nói chuyện mọi người một chút. Tại làm sao mà nhiều người có thể mở spa như vậy? Thì chúng ta biết là trong cái thời buổi bây giờ, thời điểm bây giờ là dịch bệnh đúng không nào? Đặc biệt là Hà Nội là điểm nóng của cả nước rồi. Thì dịch bệnh như này thì rất là nhiều cơ sở phải đóng cửa. Nên là mọi người nghĩ là làm spa thì sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà thực tế ở nhà mình ơi, nó đều là do cái chiến lược của mình hết. Và bác đã biết trước được cái điều nhiều bệnh dịch nó sẽ xảy ra như thế này, dự đoán trước được những cái điều này, rất nhiều người đã dự đoán nó. Và mình luôn luôn đề phòng, mình không phải dự kiến là gì ạ. Nếu mà dịch bệnh nó kéo dài như này liên tục trong 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm nữa thì điều gì xảy ra? Mình phải nhìn được trước tương lai chứ, mình không thể nghĩ là ngày mai nó sẽ hết được, đúng không nào? Thế chính vì thế mà mình đưa ra những cái chiến lược để giúp cho hệ thống của mình có thể phát triển được lớn mạnh. Và hiện tại thì bác cảm thấy rất là hạnh phúc vì các chuyên gia và các đại sứ, các chủ spa của nhà Serabi hiện tại là làm liệu trình gần như là căng kín lịch luôn. Rất là nhiều anh chị em gần như là không về nhà, đi suốt từ hôm thứ hai đến bây giờ vẫn chưa về, và lại tiếp tục đến thứ bảy về đến Hà Nội, lại tiếp tục đi vào trong Nghệ An để khai trương ra mắt một cái văn phòng mới của Serabi nữa. Lịch trình kín dày đặc luôn. Chúc mừng chị Huyền nhá, chúc mừng Liêu Huyền, chúc mừng chị Nghi nhá.
Chúc mừng chị Kiều nhá. Nhà mình ơi, nhà mình trong livestream này, chia sẻ giúp bác cái livestream này đi nhá. Cảm thấy rất là xuất sắc. Vậy thì cái điều gì mà khiến cho hệ thống lại có thể phát triển lớn mạnh trong cái thời điểm hiện tại mà người khác, các doanh nghiệp khác, các thương hiệu khác, các cửa hàng khác người ta đóng cửa như vậy, người ta kêu ca rất là nhiều, thì chúng ta phải là đã làm như thế nào? Thực tế là cái này là phải đặt một câu hỏi rất là lớn luôn nào. Thì những ai mà chưa sở hữu spa CeraVe thì nhanh chóng nhá. Ai chưa sở hữu spa của CeraVe thì nhanh chóng inbox thôi. Bây giờ chỉ có inbox thôi, còn trên livestream không thể nào trả lời hết được. Bác rất là bận luôn và rất là nhiều người cũng bận, trong hệ thống ai cũng bận rộn. Ngày hôm nay gần như là mấy cuộc điện thoại mình phải từ chối, mình phải hẹn là để thôi để tối nói chuyện. Quá nhiều người muốn sở hữu spa luôn. Có quá nhiều người luôn, từ ngày cả một ngày hôm nay gần như điện thoại lúc nào cũng rung mà mình không nghe máy, phải hẹn vào cái thời điểm khác. Em chào chị Hứa Bắc nhá. Quá nhiều, cuối tuần hẹn khách kín lịch luôn cơ. Kín lịch luôn rồi, chúc mừng chị Huyền nhá. Cả hệ thống mình bây giờ là cuối tuần kín lịch, mà trong khi đó là Bắc cũng kín lịch. Thứ mùng 10 thì Bắc bay vào Phú Quốc, thì đến tận 16 mới quay trở về Hà Nội cơ. Nhưng trong suốt cái thời điểm đấy thì cả hệ thống kín lịch. Chúc mừng cả mọi người, tất cả chúng ta đều kín lịch nhá. Chúc mừng mọi người, chúc mừng cả nhà mình. Vì ai cũng bận rộn, đây là được bận rộn, đấy là một cái điều may mắn đấy cả nhà. Vì nhiều người giờ muốn được bận không bận được luôn. Em chúc mừng chị Nghi vì đã sở hữu spa. Chị Nghi là các chủ spa CeraVe của hệ thống chị Nghi rất là to luôn. Đầu tư vốn vừa rồi là một cái là 500 triệu, vừa hôm nay một cái 600 triệu nữa, tất cả. Và đều được đầu tư vốn hết. Nên là ai thời điểm này, bác nói thật luôn là nếu như mọi người chưa có tiền để mở spa, chưa có một vài trăm triệu, chưa có 100 triệu trở lên để mở spa, mọi người cũng đừng lo. Hiện tại trong hệ thống nhà bác là rất rất nhiều, quá nhiều người rồi. Bác nói là quá nhiều người rồi. Họ không hề có chuyên môn hoặc là cũng như là có vốn. Vốn thì ít, chuyên môn thì không có. Nhưng mà được đào tạo bài bản luôn. Em chào chị Xoa nhé. Đào tạo bài bản đến cái mức là gì ạ? Bây giờ họ có thể đi làm liệu trình ngay sau khi mà nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Đấy. Và một ngày họ kiếm vài triệu đồng. Từ một người có mơ ước chỉ kiếm 2 triệu mỗi một ngày thôi, thì bây giờ là nhân 3, nhân 4 lần mỗi một ngày. Đó, đây là cái điều hiện tại nó đang diễn ra, hiện nay trong nhượng quyền CeraVe. Được chưa ạ? Nên là tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta thực sự không có tiền ấy để mở spa, để đầu tư cửa hàng ấy, thì chúng ta càng nhanh chóng càng phải inbox để chúng ta có thể được hướng dẫn, học chuyên gia. Hãy giúp người khác đi ạ. Thực sự là từ hôm qua, hôm kia, ngày nào bác cũng nghe mọi người báo cáo về cái tình trạng là hiện sung sướng quá, làm việc liệu trình không hết, làm không hết việc luôn. Ai cũng báo như vậy, mình thì mình chưa được đồng nào đâu. Nhưng mà thấy mọi người kiếm được tiền mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Nên là thực ra ấy, mình kiếm tiền cũng vui lắm. Nhưng mà khi thấy người khác kiếm được tiền từ cái cơ hội mình mang đến ấy, mình còn vui hơn. Nên là ai mà cảm thấy xung quanh mình có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ấy, chúng ta không cho họ tiền mà chúng ta hãy cho họ cái công cụ, hãy chỉ cho họ cách để họ có thể kiếm được thật nhiều tiền. Họ cảm thấy rất hạnh phúc vì là các chị em kiếm 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu mỗi ngày. Một điều mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, ý nghĩa khi mình là lựa chọn cái công việc này. Học chuyên gia nhé. Để có thu nhập đấy thì chỉ có cách là học chuyên gia thôi cả nhà mình ạ. Mọi người có bất cứ câu hỏi nào có thể đặt luôn câu hỏi ở trên live stream này cho bác cũng được luôn nhá. Đấy là cái đầu tiên, chúng ta phải học chuyên gia đã. Và sau khi mà học xong rồi thì chúng ta phải làm. Phải làm đã. Người mà không làm, ngày nào cũng không làm thì không có kết quả. Thực sự luôn. Vừa bác mới ký kết với một đội ngũ ở trên Hà Giang, ở trên Tuyên Quang về đây. Mấy chị em đấy gần như là học lý thuyết và inbox nhé bác ơi, Quỳnh Xuân, ok nhá, Quỳnh Xuân inbox cho bác nha. Đội Tuyên Quang về đây đã học chuyên gia, nhưng mà học xong ấy thì không đi thực hành, không về công ty để thực hành. Và trong suốt thời gian đấy đến bây giờ là hơn một tháng trời không có kết quả gì cả. Và sau đó thì bác đã cử giám đốc marketing Đặng Nga lên trên Tuyên Quang nói chuyện với các chị em ở trên Tuyên Quang. Và đã nói luôn là gì ạ, nếu như bạn không làm, bạn học, bạn không hành, bạn không thực hành, không làm, bạn không có kết quả, cuối cùng bạn sẽ bị đào thải. Nên là nếu bạn không làm thì người khác sẽ làm. Và sau đó thì giám đốc Nga đã ở đó vài ngày. Và ngay lập tức sau khi ở vài ngày thì bây giờ ngày hôm nay Tuyên Quang xuống đây ký kết spa luôn. Đã có người mở spa luôn. Một ngày kiếm mười mấy triệu luôn. Bị sốc nhiệt luôn. Đó. Đấy là cái kết quả của cái việc làm đấy ạ. Là không làm không có một đồng nào cả. Chỉ có người không làm mới không có tiền thôi. Không có kết quả thôi. Còn đã làm chắc chắn có kết quả. Bác rất lo lắng cho một cái hệ thống lớn ở trên Tuyên Quang. Thì cuối cùng bây giờ mọi người đã giải tỏa được rồi. Mọi người đã hiểu thực sự là gì ạ? Đúng là phải làm chứ không phải ngồi chờ đợi được. Và cứ sợ là làm không được nhưng cuối cùng không ngờ làm lại dễ như thế. Nhá. Nên là mọi người cần ấy, mọi người inbox trực tiếp với bác luôn, được không ạ?
inbox trực tiếp với bác, hoặc là có thể đặt bất cứ một câu hỏi nào trên này. Em cảm ơn chị Thúy Anh nhé, chị Thúy Anh ơi. Hãy giúp người khác đi ạ, hãy xuất phát từ cái điều là gì, mình chỉ mong mình muốn giúp người khác một cái điều gì đó thôi. Quên đi cái lợi ích, cái tư lợi cá nhân. Khi mình cứ phát cái nguyện là mình đi giúp người khác như vậy, mình làm hết lòng luôn, có kết quả. Yêu quá chủ tịch ạ, à, ừ, yêu lắm Kiều ạ, à, Kiều ơi là Kiều. Đấy, thấy chưa, cái đội Tuyên Quang và bây giờ là gì ạ, à? Chưa hết đâu nhá. Tuyên Quang là ngày hôm nay chưa về ký kết được hết nhá, mới có một người về ký kết. Còn ngày hôm tới là muốn ký kết luôn, nhưng mà em phải đi trong đi học trong Phú Quốc một tuần nên là không ký kết được. Em bảo phải giáp Tết hoặc là có thể là ra Tết thì mới có thể ký kết được. Nên là ngày hôm nay là ký kết rất nhiều cửa hàng spa hôm nay nhận cọc. Gần như điện thoại ngày hôm nay tớ rất là phê vì điện thoại hôm nay tinh tinh rất là nhiều tiền. Nay là được rất là hạnh phúc vì nhận tiền là vui rồi. Nhưng mà vui hơn nữa là bà con, cô bác bây giờ được làm đẹp. Vui hơn nữa là các chị em, các chủ spa, các chuyên gia, các đại sứ nhà tớ bây giờ kiếm vài triệu mỗi ngày là điều tớ vui. Nhá, tớ không nói tiền tỷ bây giờ, tớ chỉ nói là mỗi một ngày, mỗi một người, người từ người nông dân, người công nhân, người mẹ bỉm sữa, rồi thậm chí có các cô 60, 65 tuổi, một ngày người ta kiếm vài triệu đồng. Đấy là cái điều tôi hạnh phúc, vui vẻ vì cái công việc này. Nên là mọi người chưa sở hữu thì càng nhanh chóng phải sở hữu luôn. Được chưa ạ? Càng nhanh chóng sở hữu và bạn càng truyền tải đi cái thông điệp này nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được nhiều giá trị bấy nhiêu. Nên cảm thấy thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là sốc luôn vì là vừa mới ký kết một loạt các chủ spa xong thì lại nhận một loạt các hợp đồng và mọi người đang rất là khao khát nhanh chóng ra công ty để được ký kết tiếp spa nữa. Đó, chúc mừng cho các đại sứ nhà Seravi, chúc mừng cho các chuyên gia, chúc mừng cho các chủ spa và chúc mừng luôn chị Yến Yến không có trong livestream này nhá. Chị Yến Yến hiện tại là gì ạ? Vừa mới khai trương spa hôm thứ mấy bé nhỉ? Spa Yến Yến là khai trương hôm nào ấy nhỉ? Hôm thứ bảy vừa rồi khai trương thì ngay mỗi một ngày chị nói là gì ạ? Bình thường ấy, một ngày bán hàng tạp hóa chỉ có được vài trăm nghìn thôi. Và bây giờ thì sao? Hôm thứ bảy khai trương và bây giờ mỗi một ngày kiếm được vài trăm nghìn từ việc gội đầu cho người khác thôi. Đã được vài trăm rồi còn chưa tính bán liệu trình kiếm vài triệu nữa. Tức là gì ạ? Từ một người thu nhập một ngày có vài trăm nghìn thì bây giờ sao ạ? Kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày. Và ngày hôm nay chị lại tuyển tiếp được một người từ nước ngoài về, từ Hàn Quốc về Việt Nam. Và đã quyết định ngay lập tức trong ngày đầu tư luôn cửa hàng spa 600 triệu và đã chuyển tiền đặt cọc để ký, để thiết kế của công ty đó là 10 triệu. Đó. Chúc mừng chị Yến đúng không ạ? Nếu như không có spa thì làm gì có cái đó. Nếu không có lớp chuyên gia thì chị cũng chẳng có gì cả. Cả đời vẫn sẽ chỉ bán tạp hóa thôi mà cái cửa hàng tạp hóa đầu tư lên cả gần tỷ đồng. Và bây giờ Seravi có giả 100 triệu bạc thôi. Chị bỏ gần 100 triệu bạc thôi mà bây giờ mỗi ngày kiếm vài triệu đồng. Đó, mà bây giờ lại còn tuyển thêm được cả chủ spa nữa thì thu nhập của chị ấy sẽ cao như thế nào? Cảm thấy đây là một công việc thực sự, nó không phải là công việc riêng chỉ vì kiếm tiền mà cảm thấy rất là hạnh phúc, ý nghĩa khi mình có thể giúp được nhiều người như vậy. Nên là mọi người ạ, hãy nhanh chóng nhá. Vì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như mọi người mong muốn sở hữu spa hoặc là muốn người thân của mình sở hữu spa hoặc là mong muốn bản thân mình có quyền lợi từ spa hoặc là mình muốn trở thành một chuyên gia có thu nhập 2-3 triệu, 5 triệu, bác không nói tiền tỷ đâu, 2-3 triệu, 5 triệu một ngày, nhanh chóng inbox trực tiếp để được tư vấn. Ngày hôm nay bác thực sự là bác, mình là chủ của hai công ty nhưng mà mình không rảnh lúc nào cả, mình vẫn có thời gian để tư vấn, để nói chuyện vấn đề tuyển dụng. Mặc dù hiện tại bác đang sở hữu hàng vài chục spa và mục tiêu tháng này là 100 cửa hàng, nhưng mình vẫn có đủ thời gian để mình tư vấn cho bất cứ ai nếu như mong muốn sở hữu spa hoặc là muốn trở thành chuyên gia. Mình vẫn luôn có thời gian. Mình không bao giờ mình kêu là mình quá nhiều việc, mình không có thời gian để mình làm cái này kia. Mình luôn cân nhắc thời gian đủ để có thể tư vấn, để có thể trò chuyện với một người mới. Nên hôm nay ai lần đầu tiên hoặc là đã theo dõi bác rất là lâu rồi mà chưa inbox trực tiếp để tìm hiểu về cái cơ hội kinh doanh này thì mọi người có thể inbox trực tiếp và bác sẽ giải đáp, bác sẽ tâm sự, chia sẻ hết lòng với mọi người. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác được với nhau. Và bây giờ cũng 2022 rồi đúng không nào? Năm 2022 rồi. Ngày cũng không còn bao lâu nữa thì sẽ sang 2023 đâu ạ. Không còn bao lâu nữa đâu ạ. Một năm trôi đi cực kỳ nhanh nếu như chúng ta vẫn thế. Nên là bác mong rằng một năm, chúng ta có một năm inbox luôn. Em cảm ơn bác sĩ Tài Thu nhé. Bác sĩ Tài Thu anh em mình phải inbox trực tiếp luôn nha. Vâng, nên là hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022, nhưng mà chớp mắt một cái cũng sẽ là ngày mùng 6 tháng 1 của 2023.
Vậy thì trong một năm tới, khi với cái tốc độ hiện tại của Bắc, tốc độ hiện tại của toàn bộ tập đoàn Serabi cùng toàn bộ hệ thống, kiểu gì cái mục tiêu đó, kiểu gì mỗi một xã cũng sẽ có một cửa hàng spa Serabi. Đấy là một cái điều chắc chắn, bởi vì nó đang diễn ra như thế này. Nó đang diễn ra. Hiện tại ở Bắc Giang gần như là gì ạ? Không còn nhiều điểm được đăng ký nữa. Đặc biệt là ví dụ như huyện, mấy huyện Việt Yên, huyện Hiệp Hòa, Lục Nam là gần như là bắt đầu phủ rồi, bắt đầu phủ mỗi một xã một điểm rồi. Không còn cơ hội nữa. Và ngày này của 2022 thì của 2023, một năm nữa chắc chắn là 1.000 điểm, ít nhất là 1.000 điểm sẽ có mặt ở Việt Nam. Đấy là một điều chắc chắn xảy ra. Vậy thì một năm nữa bạn có cái gì? Mình sở hữu cái gì? Hay là một năm sau ngoảnh lại chẳng có cái gì trong tay cả? Vẫn thế. Chúc Liala trên 1.000 spa khủng. Em cảm ơn bác sĩ Tài Thu nhá. Thực ra thì hiện tại bên em ấy, sau một tháng chạy chương trình thì bây giờ mới được 50 điểm với anh ạ. 50 điểm và bây giờ đang setup quá tải. Giám đốc bên dự án setup là bị ốm rồi anh ạ. Vì setup đi suốt ngày đêm setup cùng với việc tuyển công nhân về setup lắp đặt. Khó quá, gần Tết rồi. Nên là đến giám đốc dự án còn phát ốm vì là làm quá tải, không có ngày nào được nghỉ cả. 50 điểm mà trước Tết em phải xong. Mà hiện tại em mới xét xong được vài điểm này, mới được chờ khoảng 10 điểm là gần như là hoàn thiện thôi. Đấy. Có 10 điểm hoàn thiện thôi, có những điểm khác bắt đầu tuần này bắt đầu lại chạy tiếp. Mà bây giờ còn tổ chức các cái chương trình khai trương nữa. Quá tải luôn. Mà bây giờ em còn đang đưa ra cái bài toán bắt tất cả mọi người, đội ngũ nhân viên trong công ty là phải giải là 100 điểm của tháng 1 năm 2022, 100 điểm cho mọi người vắt chân lên cổ. Bây giờ phải ngồi du thuyền anh ạ, em phải dùng từ phi thuyền. Phi thuyền lên vũ trụ thì mới có thể đỡ được cái vụ này. Đó. Nên là năm 2022 bắt đầu thì chẳng mấy chớp mắt một cái, nếu không có điều gì ăn, nếu ngày nào cũng bận rộn như ngày hôm nay thì cái điều này nó chắc chắn xảy ra rồi. Một ngày vài điểm như này, một ngày 5 cái cọc spa, 10 ngày là 50 cái. Thì cái mục tiêu nó hoàn thành được. Nên là em mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi, cùng nhau thay đổi, cùng tất cả mọi người. Em nói thật luôn, hệ thống nhà em đến 1/3 là các chị em ở các tỉnh phía Tây Bắc và phía Đông Bắc. Nói thẳng luôn, 1/3 là Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn, miền núi là phía Thái Nguyên. Đó. 1/3 hệ thống của Serabi, của Liala nhà mình là toàn là ở trên miền núi. Mà các bạn trên đấy các bạn còn làm như được. Các bạn trên đấy một ngày người ta còn kiếm được 2, 3 triệu, 4, 5 triệu đây. Vừa khoe xong từ thứ hai đến giờ, đến thời điểm, đến tính đến bây giờ là được lời 42 triệu. Chưa hết ngày thứ tư, mà tối nay họ còn kín lịch luôn. Họ còn làm được, chẳng lẽ mình lại không làm được. Đúng không nào? Họ quá giỏi luôn, quá xuất sắc luôn. Đấy. Một cô gái dân tộc Dao, một mình bây giờ là sở hữu 5 cửa hàng Spa Serabi tại Hà Giang, 5 huyện luôn. Đó. Nên là bác cũng rất là mong là tất cả chúng ta sẽ cùng phối hợp, đồng tâm hợp lực chiến đấu để hoàn thành mục tiêu. Đừng ngại ngùng, đừng lăn tăn. Nếu như có điều gì muốn nói, muốn chia sẻ, muốn hỏi thì cứ inbox trực tiếp cho bác trong cái fanpage này, hoặc là inbox trên trang cá nhân Đăng Ký Bác cũng được. Bác luôn luôn sẵn sàng, bận thì bận mấy chăng nữa thì cũng sẽ có lúc ăn cơm, có lúc đi vệ sinh, có lúc nghỉ ngơi, có lúc lên giường, đúng không nào? Không có ai bận đến mức không check in được cả. Nên là mọi người đừng nghĩ là bác bận nên là bác không trả lời tin nhắn không. Chào Hương Sen nhá. Bận đến mấy mình cũng có thể làm được. Được không ạ? Nên mọi người đừng ngại inbox trực tiếp. Gọi bác thì bác thích là gọi điện bằng video trên Messenger trực tiếp. Chứ bình thường gọi điện thoại bình thường số lạ là bác không nghe. Và gọi trên Zalo bác cũng không nghe. Mà gọi trên Messenger cái là gọi bằng video một cái là bác nghe ngay. Bởi vì bác chỉ thích gọi điện mặt đối mặt như là đang live stream với mọi người như thế này. Nói chuyện với bất cứ ai lúc nào cũng nói là phải gọi cho em bằng Messenger. Em thích gọi bằng Messenger phải nói một một như thế này thì em mới nói chuyện. Đấy, bác thích làm việc trực tiếp như thế. Nên là mọi người đừng ngại nhá. Đừng ngại inbox trực tiếp. Ngày hôm nay cũng có một gia đình, hai mẹ con cùng với một cô nữa lên tận đây. Bác cũng nói luôn là gì? Cứ gọi điện trao đổi trực tiếp em đừng ngại. Em luôn dành thời gian cho mọi người. Vâng, phê em chị Thu ạ, em chúc mừng chị Thu nhá. Chị Thu thì ở đây, chị Thuận Thu đang ở trên live stream này cũng chia sẻ là gì ạ? Hôm chị Thu là khai trương thứ mấy nhỉ em nhỉ? Chủ nhật vừa rồi là chị Thuận Thu ở trên live stream là đang khai trương spa. Và ngày đầu tiên thì lợi nhuận 17 triệu hơn một tí nhỉ? Ngày thứ hai lợi nhuận hơn 7 triệu nhỉ? Mục tiêu của Thu khi đến với Serabi mở spa ra là gì ạ? Đầu tư vốn hơn 100 triệu.
Và mỗi một ngày là mong chỉ được 2 triệu thôi là hạnh phúc lắm rồi. Và bây giờ thì là gì ạ? À? Nhân 3, nhân 4 lần mục tiêu. Ngày nào cũng như lợi nhuận gấp 3, gấp 4 lần so với mục tiêu ban đầu. Đấy, đấy chính là những gì mà xe David đã làm. Toàn là nhân chứng sống ngồi ở đây thôi nhé cả nhà mình nhé. Bác không nói đi câu nào. Tức là nhân chứng sống họ đang ngồi ở đây. Ok, cảm ơn cả nhà mình nhé. Tranh thủ livestream với cả nhà một chút rồi lại làm việc, thư giãn một tí. Đổi chỗ ngồi, mới đổi chỗ ngồi sang ngồi gần hàng cây cho nó mát mẻ, phong thủy. Không ngồi ở chỗ tủ sách nữa. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi livestream nhé. Bye bye.